chú, anh chị và các bạn. Lời đầu tiên cho phép diện đàm xin được gửi tới tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi video một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất. Quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến, chúng ta cũng biết rằng xây nhà là một trong những việc vô cùng quan trọng của mỗi con người. Chính vì vậy nên là ông cha ta đã có câu đó là tậu trâu cưới vợ làm nhà là ba việc hệ trọng trong cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên thì để xây dựng nên một căn nhà có thể đẹp về bên ngoài cũng như là thuận lợi để khiến cho gia chủ cũng như là những người thân có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thì không phải là một điều dễ dàng. Vậy thì những lưu ý cũng như là cách để chúng ta có thể xây dựng nên một không gian sống hoàn hảo và tốt đẹp là gì? Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng ngồi với nhau để bàn luận cũng như là chia sẻ một số những lưu ý nhé. Và tất nhiên rồi, một vị khách mời vô cùng đặc biệt của Phong thủy Tam Nguyên đó chính là chuyên gia phong thủy Đức Trung. Xin được gửi lời chào tới tất cả quý cô chú anh chị và các bạn ạ. Vâng, xin chào MC Diễn Đàn và xin chào đến các quý cô chú anh chị đang theo dõi video ngày hôm nay. Anh Trung thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về một chủ đề mà em nghĩ rằng là cũng không quá xa lạ nữa. Đó là cái vấn đề chúng ta lưu ý, lưu tâm điều gì khi mà xây dựng nên một căn nhà. Và chúng ta cũng biết rằng là xây nhà là một cái việc rất là khó khăn. Và đối với riêng bản thân của Diện Đàm thôi, khi mà em cảm thấy là những người thân xung quanh hay là chính gia đình của em để xây dựng nên một căn nhà thì phải trải qua rất là nhiều công đoạn này, từ việc quyết định xem là nên xây vào năm nào, rồi chọn tuổi này, rồi chọn xem là cái phong cách là gì, xong rồi quyết định một vài những cái yếu tố liên quan đến phong thủy và là kỹ càng. Thì là anh cảm thấy là một câu nói mà mọi người thường hay nói đó là trạch đất là một quý nhân, thì anh Trung có thể lý giải cho em cái câu nói này đúng không ạ? Cái việc mà làm nhà dựng cửa giống như MC có trao đổi là cái việc rất quan trọng đối với mỗi một gia đình. Thì từ cái lúc mà họ quan tâm đến cái việc mà họ tìm xem năm tháng ngày giờ nào để triển khai động thổ, mượn tuổi nào động thổ bây giờ, đúng là rồi là thiết kế như thế nào, thì cái có những cái câu nói mà người ta nói đến tầm quan trọng về yếu tố phong thủy trong ngôi nhà đó, người ta nói về trạch đất giống như một quý nhân của ngôi nhà vậy, hay là một ngôi nhà giống một quý nhân đó. Thế người ta nói về cái việc ngôi nhà là quý nhân tức là như thế nào? Bởi vì khi người ta xét đến phong thủy, người ta xét đến cái yếu tố phong thủy của cái ngôi nhà đấy, thì cái ngôi nhà là một thực thể riêng biệt. Ngôi nhà là một thực thể riêng biệt, nó có tính cát hung, giống như một đứa trẻ được sinh ra ấy. Thì khi mà cái thời điểm động thổ cho đến khi thời điểm nhập trạch về thì nó giống như việc mà cái việc chúng ta kiến tạo lên một đứa trẻ, từ khi nó được thụ thai rồi hình thành nên phôi thai rồi hình thành nên đủ chân tay rồi cho đến khi được chào đời. Thì ngôi nhà nó thế, nó có yếu tố vận khí riêng của nó. Do vậy là con người chúng ta nhỏ bé trước thiên nhiên và vũ trụ, chúng ta ở trong một cái ngôi nhà như vậy thì được cái ngôi nhà nó bao bọc cả về tính chất về vật lý, tức là che mưa che nắng, đúng không nhỉ? Và nếu như ngôi nhà đó lại còn đẹp cả về phong thủy nữa thì nó bổ trợ thêm có yếu tố về tài lộc, rồi về sức khỏe, rồi về gia đạo, rồi công việc. Thì đấy chính là cái việc mà một ngôi nhà nó giống một quý nhân để chở che cho người chúng ta vậy. Do đó là cái yếu tố không chỉ là đẹp về thẩm mỹ mà cái yếu tố là đẹp về phong thủy nữa thì là một trong những cái mà các gia chủ lại càng cần phải quan tâm, và cũng cần phải có một cái sự lựa chọn, một quyết đoán một cách chính xác giữa cái yếu tố kết hợp giữa cả yếu tố về kiến trúc và về phong thủy, chứ nếu không nó sẽ dễ rơi vào cái trường hợp đó là cứ bị lấn cấn giữa hai cái mảng kiến thức với nhau. Và nếu như không có một đơn vị mà chuyên gia tư vấn thì rất nhiều gia chủ sẽ rơi vào cái cảnh khó khi mà cứ phải cân đối hoặc là sắp xếp hay là cái việc tính toán giữa hợp thế nào hợp kiến trúc và hợp thế nào hợp phong thủy, thì cái đấy rất là đau đầu. Nói như vậy thì cái việc mà chúng ta gọi là đầu xuôi đuôi lọt rất là quan trọng, đúng không ạ? Chính xác. Và lựa chọn cái trạch đất chính là một cái bước khởi đầu, nếu như mà nó tốt đẹp thì sẽ khiến cho cái công đoạn xây nhà trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không anh? Chắc chắn rồi. Vậy thì sau khi mà chúng ta lựa chọn một trạch đất gọi là tốt đẹp, gọi là thuận lợi, ok đi, thì những cái công đoạn tiếp theo mà chúng ta cần phải làm là gì ạ? Đối với một trạch đất, thế nào được gọi là đẹp và thế nào được gọi là tốt á, để chúng ta ở. Rất nhiều người thì không có hình dung ra được cái yếu tố quan trọng này trong cái việc lựa chọn một ngôi dương cơ. Tức là có thể là vì những cái lý do rằng là do đất tổ tiên ông bà để lại, hoặc là thấy cái khu đất này nó đang rẻ, giá nó đang xuống thì tôi quyết định tôi mua để mà làm nơi cư ngụ. Và sau đó thì là triển khai xây dựng lên. Các cái bước xây dựng tiếp theo về nguyên tắc phong thủy tôi chưa chắc đã đúng cơ. Nhưng mà cái bước đầu tiên liên quan đến lựa chọn trạch đất, thế nào là trạch đất này nó đẹp và thế nào nó vượng. Cái từ đẹp ở đây là phong thủy Tam Nguyên, Đức Trung và thầy Tam Nguyên vẫn thường xuyên vẫn nói, nó gọi là đẹp phong thủy, tức là đẹp như nào. Đẹp phong thủy tức người ta nói đến cái việc bố trí cái cách cục không gian bên trong và bên ngoài cái trạch đất nó ra làm sao. Tức là khi mà ngay từ ban đầu, cái bước đầu tiên quan trọng giữa cái việc chúng ta lựa chọn trạch đất này có nên ở được hay không, tức là có ở được hay không ạ, ở có cát vượng hay không, hay ở đấy sẽ nhiều hung họa, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải khảo sát. Việc đầu tiên là chúng ta phải khảo sát, tức là chuyên gia phong thủy hoặc là người kiến trúc sư cần phải về đến đó để khảo sát, để đánh giá cái yếu tố về cách cục tổng thể, đại cục,
của cái trạch đất đấy nó có được vượng về phong thủy hay không, thông qua các cái yếu tố về hình thế, thông qua yếu tố về núi non sông nước, đường đi lối lại ngã ba ngã bảy xung quanh nó như thế nào. Nếu như là vùng sơn cước thì người ta tính cái hình núi non nó là sơn, và cái đường mạch ví dụ như là đường thung lũng hay là các cái lối khe nước cái chảy thì đấy là thủy. Còn ở thành phố thì lấy đâu ra núi non sông nước, thì người ta tính toán là những cái nào mà nó cao hơn cái mặt bằng chung, tức là những cái nhà cao tầng, cái khối nhà công trình dân sự thì đấy là sơn, còn đâu nó tạo ra cái đường lối đi lại thì đấy là thủy để dẫn khí. Thì thực tế cái trạch đất của chúng ta có vượng hay không thì chúng ta phải tính toán trên cái yếu tố đó để xem là nó có gặp sát khí hay không, nó có đón được cát vượng khí hay không, hay là đón phải cái hung khí. Và nếu như cái trạch đất đấy mà nó đón được nhiều cái cát khí đáo đến nhà thì con người ở đó thì mới vượng được, thì mới phát triển lâu dài được. Còn nếu mà cái trạch đất đấy nó bị hung phạm, ví dụ như lại có một cái đoạn đường thẳng nó phi thẳng vào nhà, hoặc là cả một đoạn đường cong nó lại liêm vào, nó chém vào cái ngôi nhà chúng ta, hoặc là cả một cái khe hở của hai cái tòa chung cư lớn ở phía trước nó tạo ra, nó xung sát đến cái ngôi nhà chúng ta chẳng hạn, thì đấy gọi là phong thủy xấu. Vậy thì rõ ràng là phong thủy mà đã xấu rồi thì tức cái trạch đất, cái thửa đất đấy, cái ngôi nhà đấy đã xấu rồi, thì có thiết kế đằng rời đi chăng nữa thì nó vẫn cứ xấu, nó chỉ hóa giải phần nào thôi. Còn nếu xấu quá thì tốt nhất là chúng ta không nên ở. Do vậy rất nhiều trường hợp mà Đức Trung hay thầy Tam Nguyên đi khảo sát cũng phải là khuyên gia chủ là cái trạch đất này nó rất xấu và không ở được, và nên bán đi hoặc là chuyển thể mục đích sang mục đích khác, ví dụ như là làm kho hoặc là nơi buôn bán tạm thời. Về cơ bản là nó đã không vượng thì buôn bán được cũng không tốt, không để ở và cũng rất hạn chế làm kinh doanh. Do đó người ta nói là trạch đất thì phải nó đẹp phong thủy, không có cát vượng nằm ở yếu tố đó, chứ lại không phải là chỉ mỗi là hướng này hướng kia, hướng thiên y rồi riêng nên phục vị họa hại, những cái đó nó không có chính xác. Nói như vậy thì sẽ làm cảm thấy là có rất nhiều những cái lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn nên một cái trạch đất tốt, đúng không ạ? Đúng rồi, chính vậy xác. thì chúng ta không thể nào mà tự mình có thể biết là đấy là tốt hay không, đúng không anh? Em cảm thấy là phải qua một cái sự tư vấn nào đó kỹ lưỡng, đúng không ạ? Qua rất nhiều những cái thông tin mà một người thầy cần phải tính toán. Về cơ bản rằng là cái yếu tố học thuật đó thì thông qua quá trình học và nghiên cứu thực nghiệm, riêng đối với thầy Tam Nguyên thì cũng đến hơn 10 năm nghiên cứu. Thì kể cả đối với dương cơ âm phần thì đều cần phải tính toán những yếu tố đó rất quan trọng. Như trong cuốn Địa lý diệu ngũ quyết thì có 5 cái yếu tố mà chúng ta cần phải xét đối với một ngôi âm phần chẳng hạn. Đây tôi nói ví dụ thì người ta phải xét đến xa, sơn, huyệt, rồi thủy, rồi hướng, 5 yếu tố đó cơ mà. Thì đối với nhà dương cơ thì về cơ bản huyệt thì người ta không tính, nhưng mà ví dụ như là xa tức là liên quan đến đồ hình xung quanh, rồi là sơn tức là yếu tố về tọa hướng, rồi là yếu tố đường thủy, rồi nó cũng phải tính toán rất là kỹ lưỡng chứ không phải không. Nói như vậy để cho quý cô chú anh chị và các bạn biết rằng là cái việc lựa chọn trạch đất thì vô cùng quan trọng trong các cái công đoạn khi mà chúng ta tiến hành làm thi công một ngôi nhà. Và tất nhiên rằng để lựa chọn ra một trạch đất tốt thì không thể nào mà chúng ta tự mình có thể nghĩ ra được cái phương án tốt nhất được, mà cần phải có sự tư vấn tham khảo từ phía các cái đội ngũ chuyên gia tư vấn của các đơn vị kiến trúc phong thủy, đúng không ạ? Và có một cái lời đề nghị cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, đó chính là chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo từ phía Phong thủy Tam Nguyên, bởi vì theo diễn đàn có tìm hiểu thì bên phía Phong thủy Tam Nguyên có một cái sản phẩm, đó chính là cuốn hồ sơ phong thủy, đúng không ạ? Và sau khi mà em cũng có dịp để được cầm cũng như là tìm hiểu qua về cái cuốn hồ sơ này, thì em nhận thấy là ở bên trong đó thì có một cái bố cục vô cùng cụ thể, chi tiết cũng như là dễ hiểu với rất là nhiều phần. Và trong số các cái phần đó thì em thấy là thầy Phật Tam Nguyên có phân tích các khung của trạch đất này, hay là đưa ra một vài những cái phương án thiết kế của bên trong cũng như là mặt tiền bên ngoài của căn nhà, đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Đúng. Rất là chi tiết trong cái cuốn hồ sơ đấy. Đúng rồi. Thế nhưng mà em cũng chưa có dịp để có thể nghe tư vấn và hiểu rõ hết về cái cuốn hồ sơ này. Và em nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều quý vị khán giả đang theo dõi video cũng tò mò. Em có muốn hỏi anh đó là em thấy là trong đó thì có một cái phần đó là thầy Tam Nguyên có gợi ý sử dụng các loại cây trang trí ở bên ngoài và bên trong của căn nhà. Bởi vì là sau khi lựa chọn xong một trạch đất thì chúng ta phải suy nghĩ đến cái phương án trang trí ngôi nhà, đúng không anh? Đúng rồi. Trang trí để mà xây dựng nên cho nó đẹp cả về bên trong bên ngoài ấy. Thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cây trang trí thì có vai trò gì trong phong thủy căn nhà không ạ? Trong cái bộ hồ sơ tư vấn phong thủy của Phong thủy Tam Nguyên triển khai ấy, thì đối với bộ hồ sơ tư vấn phong thủy cho đến ngày hôm nay thì nó là một trong những cái niềm tự hào rất lớn của chúng tôi. Thông qua cái việc đó là cái quá trình nghiên cứu từ thầy Tam Nguyên cùng các mệnh sư trong hiệp hội, tức là bao gồm của cả thầy Hỷ Nguyên và các mệnh chân sư khác nữa, có sự góp ý đóng góp liên quan các hạng mục quan trọng. Thì đồng thời thông qua quá trình mà khảo sát lên đến khoảng vài nghìn căn nhà, từ to cho đến nhỏ, hạng mục lớn, hạng mục nhỏ, thì chúng tôi cũng có đúc rút ra những cái hạng mục quan trọng trong bộ hồ sơ đó để giải đáp hầu hết là tất cả những cái thắc mắc của các quý cô chú anh chị. Ví dụ
trong quá trình mà triển khai thi công thì rất nhiều gia đình vẫn cứ nghĩ chỉ cần cái mặt bằng công năng là quan trọng nhất. Nhưng trong quá trình triển khai thì rất nhiều gia chủ thắc mắc là ôi, thế bây giờ là thầy ơi, cái bể phút em đặt ở đâu? Bể nước em đặt chỗ này có được không? Đường nước ra em đi theo cách như thế nào? Thì trong cái bộ hồ sơ nó cũng có này. Đấy, hay là trong quá trình chúng ta làm, chúng ta băn khoăn ôi bây giờ cửa thì tôi làm theo kích thước như thế nào sao cho nó đẹp nhất? Thì trong bộ hồ sơ cũng có luôn. À, rồi là hỏi là những cái bây giờ em sơn mặt tiền em sơn màu gì, em dùng họa tiết này thì nó có hợp không, phòng ngủ thì em sơn màu này không, gạch em lát màu gì, trong bộ hồ sơ cũng có. Rồi là em sử dụng loại cây này có được không, rất nhiều các câu hỏi chi tiết tỉ mỉ thì trong bộ hồ sơ đấy cũng có rồi. Tức là Phong Thủy Thái Nguyên chúng tôi đã để cái yếu tố là trải nghiệm khách hàng rất là kỹ lưỡng trong cái bộ hồ sơ như vậy, dựa trên những cái yêu cầu thực tế, chính xác, những cái trăn trở thực tế, những cái băn khoăn thực tế khi mà chúng tôi khảo sát lên đến hàng nghìn hạng mục từ trước đến nay thì để mà đưa ra cái bộ hồ sơ đó. Do vậy rằng là đây là một trong những cái niềm tự hào rất lớn của Phong Thủy Thái Nguyên. Thì trong đó có một cái hạng mục mà chúng ta thấy rằng nó rất là thú vị và cũng được rất nhiều người mà quan tâm và cũng giải đáp rất lớn những cái trăn trở, đó là cái việc mà sử dụng loại cây nào trong phong thủy. Chính xác rồi, thì thực tế thì trong cái hạng mục đấy thì nó sẽ có cái hai cái hạng mục riêng biệt, đó là sử dụng các loại cây ở ngoại thất và các loại cây ở trong nội thất. Tức là ngoại cây, các loại cây mà trồng trước nhà và các loại cây mà trồng ngoài nhà đấy, ở trong bên ngoài và phía các loại cây để trang trí phía bên trong ngôi nhà. Thì thực tế cái việc mà sử dụng cây xanh trong phong thủy là một trong những cái phương án ứng dụng phong thủy rất là tự nhiên và hữu hiệu. Thì về cơ bản là con người nhỏ bé trước thiên nhiên vũ trụ thì chúng ta tìm cách chúng ta đón nhận những cái tự nhiên lai, tức là những cái khí từ tự nhiên, từ đất trời ban tặng mà mang đến. Thì cái việc mà cây xanh rồi là các loại trồng các loại cây xanh trong cuộc sống thì giúp cho thanh lọc không khí, tăng cường khí oxy, rồi là xử lý đến những cái yếu tố về ô nhiễm môi trường, đó là một trong những cái điều rất khoa học bình thường. Nhưng trong phong thủy thì nó rộng hơn nữa, bởi vì là cây xanh thì nó có cái sự quang hợp, nó có cái yếu tố sinh sống phát triển, do đó tạo ra một cái năng lượng rất tốt cho con người. Tuy nhiên là nếu như không biết sử dụng các loại cây đúng thì về cơ bản là nó cũng đôi khi nó bị phản tác dụng một chút. Đấy. Thế cho nên là trong cái bộ hồ sơ thì chúng tôi có hướng dẫn và giới thiệu những loại cây mà phù hợp trong cái việc mà ứng dụng cây xanh trong phong thủy. Ví dụ như đây là một cái phần tư vấn về cái hạng mục các cái ngoại thất, các cái họa tiết màu sơn, rồi là các cái chi tiết về màu sắc trang trí ở ngoại thất, và trong đó có cái phần gợi ý về cây xanh. Thì về cơ bản là phải căn cứ vào tọa hướng chính xác của ngôi nhà thì để có được cái tư vấn liên quan đến họa tiết màu sắc chính xác nhất. Còn các loại cây xanh thì cũng căn cứ vào cái tọa hướng ngôi nhà để tìm ra được loại cây phù hợp. Tôi lấy ví dụ ở đây hạn có rất nhiều loại cây mà chúng ta có thể trồng bên ngoài ngôi nhà ở phần ngoại thất để tăng thêm yếu tố về sinh vượng khí cho ngôi nhà. Và đồng thời nhiều loại cây này có khả năng hóa giải sát khí rất là tốt. Ví dụ như cây đào này, cây lan ý thủy canh này, trúc quân tử này, đúng không ạ? Rồi là cây tiểu hồng môn này, rồi các loại cây tán cây khác nữa, cây xanh chẳng hạn. Đó thì đây là đều những loại cây mà nó có cái tính quang hợp và sức sống mạnh mẽ trong cái cuộc sống, để mà nó có cái sự tạo ra năng lượng trong ngôi nhà, đồng thời rằng là nó không mang lại những cái dáng vẻ quá tùm. Bởi vì trước nhà mà chúng ta trồng các loại cây mà quá tùm và tán lá thì vô tình nó cũng cản mất cái đường khí đi vào trong ngôi nhà, mà lá nó rụng nhiều chúng ta quét cũng mềm. Hay là khi mà cây phát triển quá to thì đến cái mùa giông bão thì nó cũng dễ gây nguy hiểm. Nguy hiểm cho người, cho nhà. Nhưng mà anh ơi, em thấy ở đây thì nó đưa ra một vài những cái gợi ý rất là cụ thể và chi tiết, đúng không ạ? Được. Và nó sẽ tùy thuộc vào từng gia chủ ngôi nhà của từng gia chủ một, đúng không anh? Đúng rồi, nó căn cứ vào tùy cái yếu tố về hướng tọa của các ngôi nhà khác nhau để mà tìm ra được cái họa tiết màu sơn nó cụ thể chính xác và các loại cây sao cho nó phù hợp. Thì đây đều là các loại cây mà nó cũng mang cái tính mà năng lượng rất là tốt và hóa giải sát khí rất là tốt. Ví dụ như cây lan ý thủy canh này, rồi là cây lan ý này, hay là cây tiểu hồng môn này, hay là cây trúc quân tử này, hay là cây đào, đều là các loại cây mang cái yếu tố kỵ tà hóa sát và tăng cường thêm cái sinh khí vượng khí cho ngôi nhà. Đấy là về phần ngoại thất. Thì về phần nội thất thì đây, về phần nội thất thì chúng tôi cũng có đưa cái tính trải nghiệm rất là kỹ càng trong bộ hồ sơ này thông qua những cái phần gợi ý liên quan đến các loại cây trong nội thất. Trong nội thất thì chúng ta sử dụng các loại cây sao cho nó kích thước vừa phải thôi. Không ai người ta trồng cây cổ thụ ở trong nhà cả. Các loại cây lớn trong nhà tôi cho rằng nó chỉ liên quan một số loại cây, ví dụ như cây phát tài hay là gọi là cây thiên mộc lan, là cây khổ cây đã lớn rồi. Hay trên công ty chúng tôi đang có bày những cái chậu cây, ví dụ như cây thiên mộc lan hoặc cây kim ngân ấy, thì nó cũng lớn tương đối thôi, chứ kim nó ngân, còn tùy không gian. Còn đối với cơ bản là chúng ta có thể sử dụng một số loại cây mà mang cái tính chất đó là hóa giải những cái xung khí rồi là tạp khí cho ngôi nhà khá là tốt. Ví dụ như là các loại cây kim ngân này, kim tiền này, cây trầu bà này đặt trong nhà vệ sinh để hóa giải cái mùi uế khí, âm khí trong nhà vệ sinh. Hay là cây lan ý, ở đây là lan ý thủy canh, cũng là cây lan ý nhưng ở kia là chúng ta trồng ở chậu đất.
Vậy thì nó khác nhau như nào ấy? Về cơ bản rằng là đối với cái việc mà ở bên ngôi nhà bên ngoài thì chúng ta có cái điều kiện, chúng ta có đất đai thổ nhưỡng thì chúng ta trồng thì nó cũng sẽ là một trong những cách mà để giúp cho cái cây nó trở nên nó cứng cáp hơn. Đối với cái loại cây lan ý này mà trồng ngoài cây bên ngoài thì cái màu xanh thường nó sẽ đậm hơn và nó cứng hơn, và cái thân cây nó cũng cứng cáp hơn, thì để bên ngoài nó có cái sức sống mãnh liệt hơn bởi vì nắng mưa bên ngoài nó khắc nghiệt hơn trong ngôi nhà. Trong ngôi nhà thì nó có cái tính mềm dẻo hơn bởi vì nó được trồng trong thủy canh, tức là trồng trong nước. Chúng ta chỉ cần thả một số những loại viên, ví dụ viên B1 và để cho nó cung cấp dinh dưỡng cho cây thôi. Đấy, là nó sống hoàn toàn không được, không có ảnh hưởng nhiều đến phong thủy đúng không? Ừ, chính xác. Trong nước hay là trong đất? Đúng rồi, nó không ảnh hưởng đến phong thủy, chẳng qua là chúng ta trồng trong nhà để cây nó trồng trong thủy canh thì cái lá nó sẽ xanh mướt hơn. Và nó cũng sẽ có nhẹ nhàng mềm mại hơn và tính trang trí nó cũng cao hơn. Đó. Rồi là các loại cây khác như cây lưỡi hổ hoặc là cây mang cái yếu tố sức sống lớn trong ngôi nhà thì nó cũng là những cái phương án sử dụng loại cây mà rất là dễ, thường nó trồng trong những cái chậu nhỏ mà thế chất là trang trí ở nó cũng dễ xử lý thôi, dễ sử dụng. Thì bằng cách chúng ta ứng dụng phong thủy bằng cách là hòa bình và thiên nhiên như này để đón nhận những cái luồng khí tốt thì nó là một trong những cách rất là nhân văn để chúng ta xử lý, chứ không phải là cứ lúc nào cũng cứ phải là trấn yểm đặng này kia các thứ. Nó nặng nề quá, nó không phải là phong thủy chính phái đấy. Thế thì cũng có một vài bạn khán giả gửi câu hỏi về cho chương trình cũng như là muốn hỏi anh Trung là khi mà chúng ta trang trí và cụ thể ở đây là cây cảnh như thế này, vậy thì bao nhiêu là đủ ạ? Có nên đặt quá nhiều hay là chỉ nên đặt 1-2 chậu cây thôi ạ? Nó cũng có một số những cái nguyên tắc quan trọng trong cái việc chúng ta sử dụng các loại cây như thế này. Ví dụ như cây sử dụng ngoại thất thì nó có một số những nguyên tắc mà nó cũng phổ thành cái câu nói rất dễ là nhớ. Ví dụ như là trước cau này, sau mít này, đông đào này, tây mận này, tức ý người ta nói là trước sau trái phải của ngôi nhà theo các cái hướng thì nó cũng dễ sử dụng. Ví dụ như trước là trước trồng cau, phía sau ngôi nhà là trồng mít đấy, rồi là phía bên đông là trồng đào, phía bên tây là trồng mận. Cái này là cũng tùy theo, cái này nó theo cái gì, nó theo cái yếu tố về ngũ hành khí của các phương. Cái thứ hai nó căn cứ theo cái yếu tố về bố trí, về yếu tố về loan đầu hình thế. Ví dụ là trước ngôi nhà tại sao chúng ta lên trồng cau hoặc trồng các loại cây thanh mảnh. Các loại cây thanh mảnh, các loại cây cau hoặc là cây dừa cảnh hoặc là cây trúc quân tử thì nó có cái dáng thanh mảnh, thứ nhất nó trang trí ngôi nhà trở nên là nhẹ nhàng hơn, thanh cảnh hơn, và các loại cây này thì cũng mang lại cái yếu tố về bóng mát cũng khá là dễ dàng, đồng thời thì nó không có quá tùm trong cái việc nó cản trở cái dòng khí đi vào trong ngôi nhà. Chúng ta cứ hình dung nếu chúng ta bước mặt ra khỏi cửa mà chúng ta nhìn ra khỏi cửa chính cái là chúng ta thấy cả một cái lùm cây nó cứ tùm trước nhà, nó đúng là cái sự u ám. Đấy, chứ không phải là phong thủy đẹp nữa. Đấy, trong khi đó thì nếu như là mũi dĩ mùa mưa thì mũi dĩ nó là nơi cư ngụ, thế cho nên chúng ta trồng các loại cây mà nó có sự thanh mảnh, cau hoặc là dừa cảnh hoặc là trúc quân tử thì nó tạo ra cái yếu tố là nhẹ nhàng hơn cho cái ngôi nhà nó đẹp. Phía đằng sau chúng ta lại trồng cây mít là cây mà nó mang yếu tố thân gỗ và nó phát triển khá lớn, thì nó tạo ra cái thế đứng cho cái ngôi nhà nó trở nên vững vàng hơn. Đó, do vậy rằng là phía đằng sau chúng ta trồng cây mít thì cũng là cái điều dễ hiểu như vậy, và phía đằng sau thường người ta bố trí là vườn, do đó là vườn trồng cây ăn quả nó cũng dễ. Đó, do đó rằng là phía bên ngoài nhà người ta cũng có những cái nguyên tắc như vậy, còn phía bên trong nhà thì cũng phải tùy theo yếu tố về nội thất và tùy theo cái khối công năng. Ví dụ chẳng hạn thường người ta sẽ trang trí cây đấy ở cái phòng, ví dụ như phòng tiếp khách đấy, hoặc là các không gian sinh hoạt chung, phòng bếp chẳng hạn, ở bàn ăn. Còn đâu riêng cái phòng cá nhân là phòng ngủ thì thường chúng ta không có khuyến nghị việc đặt cây cối vào trong đó, bởi vì là ban ngày thì nhả oxy, nhưng buổi đêm thì nó lại thu oxy vào, nó lại nhả CO2 thì nó không tốt lắm cho sức khỏe. Hoặc nếu như ông nào mà chăm chỉ thì ban ngày bay trong nhà cho nó đẹp và tối lại khuân ra nhưng mà có vẻ là nó không được hợp lý cho lắm, nó hơi cồng kềnh. Thì thường người ta sẽ bài trí ở phòng khách hoặc không gian sinh hoạt chung hoặc trong phòng ăn. Phòng ăn thì người ta cũng sử dụng các loại cây mà nó có cái tính nhẹ nhàng, đặt ở bàn ăn chính giữa, chứ không có đặt lùm tùm xung quanh, nó cản trở cái công việc mà sử dụng bếp núc. Đó, hoặc là những cái không gian mà sinh hoạt chung, ví dụ như là có phòng thiền, phòng trà thì người ta sử dụng các loại cây này thì rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng. Ví dụ đôi khi trở nên thanh mát hơn. Chính xác. Thì lúc này nó tuy nhiên cũng cần phải lưu ý các loại cây mà sử dụng trong ngôi nhà thì nó cũng bị hạn chế một phần ở yếu tố về quang hợp ánh sáng, do nó bị thiếu. Do đó là thi thoảng thì chúng ta nên có yếu tố là đưa các loại cây ra phía bên ngoài sân hoặc ra ngoài phía ban công, tưới nước vừa đủ để cho cây nó quang hợp khoảng 2-3 ngày chúng ta lại mang vào trong nhà, thì nó sẽ tăng cái tính sinh sống và sinh sôi của cái cây, nó trở nên là tốt hơn, sinh trưởng nó khỏe mạnh hơn. Thì giống như con người, thì chúng ta ở trong nhà nhiều chúng ta bị bí bách thì đi ra ngoài vận động thì cơ thể nó trở nên nó khỏe hơn. Đó.
Như vậy thì là về cái số lượng cũng như là các cái loại cây thì nó sẽ còn tùy thuộc vào mỗi căn nhà. Đúng cũng rồi. Như là sở thích và nhu cầu của mỗi gia chủ đúng không ạ? Thì về cơ bản là cái này chúng ta căn cứ một số nguyên tắc cơ bản thôi. Còn đâu rằng là cũng không cần quá cầu kỳ trong cái việc là lựa chọn cây cối. Đúng rồi, không có cầu kỳ. Về cơ bản trong cái bộ hồ sơ này thì cũng trình bày rất là rõ để mà quý cô chú anh chị có sự lựa chọn. Còn trang trí trong ngôi nhà như nào thì chúng ta căn cứ vào không gian thực tế với lại là theo cái sở thích. Có lưu tâm ở cái phần phòng ngủ thôi. Nói như vậy để thấy rằng lựa chọn trạch đất thì là một việc vô cùng quan trọng. Và chúng ta cũng phải liên quan đến cái vấn đề trang trí ngôi nhà và lựa chọn một vài những cái vật phẩm trang trí cũng như là vật phẩm phong thủy để phù hợp cũng như là kích tài kích lộc cho căn nhà của mình đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, ngày hôm nay rất là cảm ơn anh Trung đã dành thời gian ngồi đây và trò chuyện cùng với Diệt Đàm cũng như là các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Vâng. Quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, chuyên gia phong thủy Đức Trung đã cùng với chúng ta đi điểm qua một vài những cái lưu ý cũng như là chia sẻ thêm một số những kiến thức liên quan tới vấn đề lựa chọn trạch đất cũng như là bộ hồ sơ tư vấn phong thủy này. Và hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý gia chủ có thêm được những kiến thức cho mình khi mà chúng ta lựa chọn trạch đất để xây nhà cũng như là chọn một số những cái vật phẩm trang trí. Và cụ thể ở đây đó là trang trí về những cái vấn đề cây cối hay là một vài những cái vật phẩm khác. Và rất là hy vọng sẽ gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong những chủ đề tiếp theo của Phong Thủy Tam Nguyên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các quý vị trong những video tiếp theo.